con trai 18 tháng tuổi mắc giang mai, ngã ngửa khi cả nhà có 3 người dính. Nghe tin con trai 18 tháng tuổi bị giang mai, bố mẹ bé bảo không thể tin nổi và chần chừ mãi thì mới chịu xét nghiệm cùng. Và kết quả là gia đình có 3 người mắc giang mai. Từ khi sinh ra, bé trai tên Bảo, sinh tháng 5 năm 2021 ở Hà Giang, luôn phát triển thể chất bình thường. Do là bố mẹ đi làm công nhân ở tỉnh xa, bé được gửi ở với ông bà. Biết vùng quanh hậu môn của bé có thương tổn mảng màu trắng xám và ẩm, nhưng nghĩ là cháu bị viêm da thông thường do vấn đề vệ sinh quần áo, tạo vải chưa sạch. Ông bà tự điều trị cho cháu. Khi không thấy tổn thương hết, ông bà báo bố mẹ đưa đi khám. Tuy nhiên, 5 lần 7 lượt lấy lý do bận, hơn nữa chỉ là tổn thương ngoài da không nghiêm trọng. Gần đây họ mới đưa bé đi bệnh viện. Đưa con tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận kết quả dương tính với giang mai. Phải nhập viện để theo dõi điều trị, bố mẹ bé Bảo không thể tin nổi. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Huyền, khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em cho biết, các bác sĩ phải chủ động phân tích rất nhiều lần bố mẹ cháu mới làm xét nghiệm cùng. Và đúng như dự đoán là cả hai đều dương tính với giang mai. Bé bị lây bệnh từ mẹ trong quá trình mang thai. Theo tiến sĩ Huyền, đây không phải là trường hợp duy nhất bố mẹ không tin mình mắc bệnh xã hội và là nguồn lây truyền cho con. Đặc biệt là những gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, không ít gia đình còn truy ngược nhau về nguồn lây. Tiến sĩ Huyền cho hay giang mai là bệnh truyền nhiễm, lây qua đường tình dục và chủ yếu gặp ở người lớn, song cũng có thể ghi nhận ở bất cứ lứa tuổi nào. Trẻ em bị bệnh giang mai thường do lây từ người mẹ bị bệnh trong quá trình mang thai. Giang mai ở trẻ em được chia thành giang mai bẩm sinh sớm, xuất hiện trong 2 năm đầu, giang mai bẩm sinh muộn xuất hiện sau đẻ 3 đến 4 năm hoặc khi đã trưởng thành. Với trẻ mắc giang mai bẩm sinh có biểu hiện sớm trước 2 tuổi, các dấu hiệu nhận diện thường là có phỏng nước, bong vảy lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, khụt khịt mũi, viêm xương sụn, xương to, đau các đầu xương làm trở ngại vận động. Trẻ sinh ra nhỏ hơn bình thường, da nhăn nheo như người già, bụng to, có các mạch máu tím trên da bụng, gan to lách to. Trẻ có thể sụt cân nhanh, thậm chí là chết bất thình lình. Với trường hợp của bé Bảo, các biểu hiện khá kín đáo, ít gặp. Việc nghĩ tới bệnh giang mai là do kinh nghiệm thăm khám bệnh lâu năm, nên là cho trẻ thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Huyền cho hay trẻ có thể lây nhiễm giang mai từ mẹ, thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 5 của thai kỳ, chứ không phải là lây truyền trong quá trình sinh nở, chuyển dạ như một số bệnh truyền nhiễm khác. Tùy theo mức độ nhiễm xoắn khuẩn từ người mẹ vào bào thai mà có thể xảy ra các trường hợp sảy thai hoặc thai chết lưu, trẻ đẻ non và có thể tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.